Thời gian vừa rồi thì những cái mã hàng của LG dòng Smart TV với độ phân giải 4K đấy, có kích thước màn hình từ 43 cho tới 75 inch thì có cái thời gian đang chạy chương trình là bảo hành 3 năm tại nhà. Tuy nhiên thì số lượng 75 inch thì về hàng không có nhiều để phục vụ các bác. Rất là nhiều các bác thì xem khi mà quay qua các cái video BM review ấy, thì mong muốn là mua cái mã hàng 75 inch. Và hôm nay thì 75 inch BM có hàng rồi. Với kích thước màn hình 75 inch thì chiều dài màn hình là 1m67 và hiện tại thì đang chạy chương trình với giá chỉ có nhỉnh 15 triệu thôi. Và clip hôm nay thì phục vụ các bác một số các mã hàng trong cái tầm giá khoảng 15 triệu để các bác có thể so sánh đánh giá cùng cái mã hàng 75 inch mà đang có chương trình bảo hành 3 năm tại nhà như thế này. 75 inch của LG, 75 inch của Samsung, 75 inch của TCL và 75 inch của Sony, những đặc điểm và những chi tiết khác biệt. Và hiện tại thì mã hàng nào mà đáng mua trong tầm giá như vậy. À, 2023-2024 thì đây là cái khoảng thời gian mà trên thị trường đã có những chiếc TV kích thước màn hình 75 inch chạm mốc giá 14-15 triệu. Thời điểm trước thì sẽ không có giá đó trong cái khoảng thời gian mà dịch Covid diễn ra. Từ những năm 2020 cho tới 2022 thì cái việc mà các bác tìm mua được một chiếc TV với kích thước màn hình 75 inch chất lượng với tầm giá khoảng 15 triệu ấy, thì hầu như là không có nhé. Nếu có thì các bác chỉ mua được những sản phẩm mà nó không phải là hàng chính hãng, và thị trường thì sẽ gặp phải những cái trường hợp là các bác mua được những chiếc TV lớn nhưng mà gì mà không có sự bảo hành hỗ trợ dịch vụ về sau. Và với cái thời điểm năm 2023 vừa rồi cho tới khoảng suốt 4 tháng qua thì 75 inch thì cũng được lựa chọn rất là nhiều. Khi mà các bác mong muốn mua để có thể nâng cấp thay thế cho những chiếc TV cũ trong gia đình hay là TV của nhà bị hỏng ấy, thì các bác thường sẽ lựa chọn 65 và 75 inch. Bây giờ thì mua thì thường sẽ mua lớn hẳn lên luôn. 75 inch hiện tại thì có TCL thì sẽ có các cái phân khúc giá 14-15 triệu là những dòng TV thông minh rồi. Tuy nhiên thì thời gian rồi thì cũng sẽ có hai cái mã hàng 75UQ8000 của LG và hôm nay có cả 75UR811 của LG chạm cái mốc giá nhỉnh 15 triệu như vậy. Nhỉnh 15 triệu thì hiện tại thì cái mã hàng UR là mã được ra mắt trong năm 2023, nó sẽ vượt trội hơn so với cả cái mã UQ. UQ là đời thấp hơn. UQ thì sẽ có cái giao diện cũng như chip xử lý chậm hơn và màu sắc cũng như chất lượng hiển thị âm thanh thì trên những dòng của năm 2023, và đặc biệt là con UR811 này thì nó sẽ nhỉnh hơn so với cả UQ8000 rất là nhiều. Đi kèm là một Magic Remote này, các bác có thể kết nối sử dụng như là chuột không dây trên màn hình laptop và máy tính. Giao diện của hệ điều hành cũng dễ dùng hơn, các chương trình được bố trí nó rành mạch rõ ràng và người dùng cũng không mất quá nhiều thời gian để có thể là tìm kiếm các ứng dụng phục vụ nhu cầu xem của mình. Và những chiếc mới trong năm 2023 thì đều được tích hợp với công nghệ trình chiếu để có thể truyền tải nội dung từ màn hình điện thoại hay laptop hay là máy tính để bàn lên không cần cắm dây. Con UR811 này là dòng mà những cái mã hàng kích thước màn hình nhỏ hơn như 65 inch, 55 inch và 50 inch được lựa chọn rất là nhiều, bởi vì ngoài cái chất lượng, ngoài cái thiết kế bề mặt gần như là tràn viền ba cạnh, chân đế bán nguyệt tinh tế sang trọng đặt tại vị trí chính giữa, thì nó còn là gì, là hàng xuất xứ Indo, có chip xử lý, có màu sắc đẹp và cái thời gian bảo hành 3 năm tại nhà để giúp các bác yên tâm hơn về độ bền, đảm bảo cái lợi ích của các bác trong suốt quá trình dùng là gì, là 3 năm chính hãng. Các bác gọi tất cả các bác dùng trong cái quá trình suốt 3 năm đó, nếu TV gặp lỗi thì có thể là điện trực tiếp để có thể là có nhân viên kỹ thuật về tận nhà hỗ trợ bảo hành tại nhà miễn phí. 75UR811 là một trong những mã hàng mà sau khi em lên clip này thì sẽ nhận được nhiều quan tâm của các bác. Bởi vì nếu so sánh cùng phân khúc nhá, thì hiện tại thì sẽ có như 75P635 hoặc P638 của TCL ấy, bán với giá khoảng 14-15 triệu ấy. Thì mã hàng đó thì nó chỉ hơn một chút xíu là gì, là về cái hệ điều hành Android là Google TV và có điều khiển tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt thôi. Nhưng cái chip xử lý, cái tốc độ load ứng dụng các cái chương trình mà trên P635 hoặc P638 thì nó sẽ chậm hơn rất là nhiều.
cái mã hàng mà vượt trội hơn hai cái mã đó để có thể so sánh với cái con 75UR811 ấy, thì có lẽ là cái mã hàng này 75P745 sau khi trừ hết quà thì về còn sấp xỉ 14 triệu. Và mã hàng này thì nó sẽ có cái khác biệt hơn so với cả UR811, mặc dù rẻ hơn khoảng tầm sấp xỉ 1 triệu so với cả con UR811, nhưng mà nhiều bác thì sẽ không có thích cái thương hiệu của Trung Quốc, mà thường thì các bác sẽ lựa chọn thương hiệu của Hàn, chính là hãng LG, chính là con UR811. P745 của TCL với giá sấp xỉ 14 triệu thì không có chân đế tại vị trí chính giữa. Mã hàng này thì cũng không có Magic Remote giống 75UR811. Nhưng mà tìm kiếm giọng nói và các bác muốn cài thêm các chương trình từ bên ngoài, ví dụ là người trẻ, người am hiểu công nghệ muốn tìm tòi khám phá, muốn vọc vạch những cái ứng dụng trên trên P745 thì chỉ có những cái con nó chạy hiệu hành như này nó mới có thể làm được. Còn trên LG thì nó sẽ phù hợp hơn với các bác mà không am hiểu công nghệ, với người cao tuổi, với các bác muốn sử dụng một chiếc TV thông minh. Cái lựa chọn không cần tìm kiếm giọng nói mà sử dụng chuột bay thì cũng rất là nhanh, vô cùng mượt mà, cũng không gặp phải cái trở ngại nào cả. Samsung thì sao? Samsung với 75 inch mà trong tầm giá khoảng 15 triệu thì sẽ không có giá đó. Samsung 75 inch thì đang bán với giá nhỉnh 16 triệu nhé. Con này thì là AU7700, và so với cả UR811 thì nó sẽ thua kém khá là nhiều, bởi UR811 thì có chip xử lý rồi. Còn trên AU7700 thì cái chất lượng, cái màu sắc và hơn hết là gì, là cái hệ điều hành, cái ứng dụng, cái tiện ích nó mang lại cho người dùng thì cũng sẽ không thể được so được như UR811. Thời gian của TCL và Samsung chỉ là bảo hành 2 năm nữa. Thiết kế cũng vuông thành sát cạnh, cũng gần như là tràn viền ba cạnh. Nhưng AU7700 thì được ra mắt vào những năm 2021, và với phân khúc này thì nó sẽ phù hợp cho các bác là chỉ muốn mua TV Samsung với kích thước màn hình 75 inch mà có điều khiển tìm kiếm giọng nói thôi. Trên mã hàng này thì nó cũng có các ứng dụng cơ bản để phục vụ nhu cầu cho người già, người cao tuổi, người không am hiểu công nghệ, nên là lựa chọn để có thể là gì, là tìm kiếm một chiếc TV ưu tiên về độ bền, rồi có khả năng để được mặt kệ với cái chân đế đặt tại vị trí chính giữa như AU7700 thì sẽ không đáp ứng được, mà các bác sẽ lựa chọn con UR811 thay thế. Phân khúc 15-16 triệu thì Samsung sẽ chỉ có mã hàng AU7700 là rẻ nhất thôi. Mã hàng này đang bán với giá nhỉnh 16 nhé, nhỉnh 16 triệu cho AU7700. Với một số các mẫu trong năm 2024 thì Samsung đã ra mắt rồi. Tuy nhiên thì năm nay cái thời điểm mà mới ra thì những cái sản phẩm màn hình QLED thì nó sẽ có giá rất là cao. Và thời điểm này nếu mà tìm QLED cao cấp hơn so với cả AU7700, QLED thì có công nghệ màn chấm lượng tử, độ sâu của màu đen, cũng như là tích hợp thêm điều khiển sạc pin, thì nó sẽ có giá sau khi trừ hết quà về sấp xỉ 19 triệu. Nên là ngân sách nó tăng khoảng gần 4 triệu so với cả UR811 của LG. Còn đối với của Sony thì sẽ không có phân khúc TV rẻ tới như vậy. Rẻ nhất của Sony với 75 inch thì đang bán với giá sau khi trừ hết quà nó khoảng sấp xỉ nhỉnh 25 triệu, 75X80L. Mã hàng này thì clip trước gần nhất thì em đã quay để phục vụ các bác 75 inch rồi, bán với giá khoảng 25 triệu 500. Và con này thì hàng cao cấp hơn hẳn, với công nghệ màn chấm lượng tử, với chip xử lý, với trợ lý ảo, với cái công nghệ OK Google rảnh tay, và bộ nhớ tới 32GB. Nên là chung quy lại, tìm đáp án cho phân khúc khoảng 15-16 triệu một TV bảo hành 35, rồi có giao diện hệ điều hành, có chip xử lý, có độ tương phản cao, có khả năng kết nối các thiết bị ngoại vi, có điều khiển chuột bay Magic Remote và hệ thống các chương trình, các ứng dụng phù hợp với người cao tuổi, người không am hiểu công nghệ, theo thời gian 5 tháng nó sử dụng ổn định, bền lâu, thì đó là gì? Đó là 75UR811 nha. Các bác cần tư vấn, cần tham khảo thêm thông tin chi tiết thì có thể điện về hotline của bên này, hoặc là các bác bình luận bên dưới video thì bên em sẽ hỗ trợ mọi người. Cảm ơn các bác.